Kim Thạch xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự dịp lễ ngày 2 tháng 9, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, giữ bình yên cho người dân. Thành phố lên đèn cũng là lúc ca tuần tra của các chiến sĩ trong tổ công tác 363 công an quận 12 bắt đầu. Với mỗi chiến sĩ tham gia tổ công tác 363, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được xem là nhiệm vụ xuyên suốt hàng ngày và bất kể ngày đêm. Đây là một ca tuần tra của tổ 363 cấp thành phố, gồm nhiều cán bộ chiến sĩ đến từ phòng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động thuộc công an thành phố. Các tổ công tác 363 công an thành phố không chỉ tuần tra công khai mà còn linh hoạt xử lý với nhiều phương thức khác nhau để phát huy hiệu quả, giải quyết ngăn ngừa kéo giảm tội phạm. Bất kể ngày hay đêm, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đều có mặt trên mọi nẻo đường, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ bình yên cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Trong ngày nghỉ lễ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 40 người. So với ngày nghỉ lễ thứ 3 năm 2023, giảm 33 vụ, tức là 38,37%, giảm 31 người chết, 62%, giảm 15 người bị thương, 27,27%. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông làm chết 19 người, bị thương 40 người. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 14.404 trường hợp vi phạm, phạt tiền 30.281.000.000, tạm giữ 152 xe ô tô, 4.976 xe mô tô, 100 phương tiện khác, tước 2.520 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 3.997 trường hợp. Với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn thành phố trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã liên tục tăng cường triển khai trên các tuyến đường. Một trong những vi phạm bị xử lý nhiều nhất trong dịp này đó là vi phạm về nồng độ cồn. Phản ánh trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Chốt xử lý vi phạm của lực lượng liên ngành 141 Công an thành phố Hà Nội. Chỉ sau ít phút lập chốt, lực lượng chức năng đã xử lý không ít vi phạm. Sau khi kiểm tra, người đàn ông này vi phạm 0,898mg trên 1 lít khí thở, gấp đôi so với mức kỳ khung vi phạm nồng độ cồn. Gọi điện thoại cầu cứu là một phương án đầu tiên của thanh niên này. Tuy nhiên dù thế nào, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm. Nồng độ cồn này thì không ai có thể xin. Em biết. Đây em điều khiển xe với nồng độ cồn trong người này, em lái xe rất là nguy hiểm. Vâng, thực ra em ngay đấy. Thành ra là em trên hơi chủ quan. 0,4 là mức cao nhất rồi, của em là 0,898. Vâng. Đấy, bây giờ thì mời em ra ngoài kia để anh lập biên bản, thì anh mời em vào ký biên bản, xe của em sẽ bị tạm giữ 7 ngày đấy nhá. Còn đây là chốt xử lý trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, những tuyến đường nhỏ, nhiều ngõ ngách là sự lựa chọn của không ít tài xế. Tuy nhiên, trong quá trình lập chốt vẫn có hàng chục trường hợp bị xử lý. Pháp luật đã quy định rất rõ ràng, uống là phải chấp nhận hình phạt thôi. Các chiến sĩ công an thực hiện về cái kiểm tra nồng độ cồn này rất là nhiều trong cái dịp lễ này. Thì em nghĩ là cái việc này nó cũng sẽ làm cho hạn chế nhiều cái việc sử dụng cồn. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ 2.500 vụ trong ngày 31 tháng 8, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên cả nước đã tăng lên hơn 4.000 vụ trong ngày 1 tháng 9. Những số liệu này cho thấy vẫn còn không ít tài xế chủ quan coi thường pháp luật, đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Điều này dẫn đến việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Do vậy, trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung xử lý về nồng độ cồn trong các khung giờ khác nhau, trên tinh thần triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Dịp nghỉ lễ Tết của chúng ta thì chúng ta thường thấy là có những cái cuộc liên hoan, hội nghị hay là những cuộc gặp gỡ bạn bè thì sẽ có những cái hiện tượng là chúng ta sẽ thường sử dụng, lạm dụng rượu bia. Đấy, thì đây là một trong những nguyên nhân mà rất dễ gây ra cái tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều cái hình thức đa dạng, ví dụ như là tuần tra kiểm soát, soát hoặc là thực hiện các cái biện pháp là cắm chốt để có thể là xử lý hiệu quả hơn những cái lỗi vi phạm này. Tăng 141 của công an thành phố thì được ban chỉ đạo phân công thì thay đổi địa bàn trên toàn địa bàn thành phố. Cho nên là cái mục đích đó là để làm sao cho không để cho các đối tượng nắm được những cái quy luật hoạt động của các tổ công tác 141 để từ đó kịp thời đấu tranh chấn áp với các hành vi vi phạm pháp luật cũng như là các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Theo số liệu thống kê, trong ngày 1 tháng 9 cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người. Các địa phương không ghi nhận vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, với con số xử lý vi phạm nồng độ cồn tăng lên gần gấp đôi như vậy, thì việc tăng cường xử lý sẽ là một trong những giải pháp giúp hạn chế những vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2024 kéo dài 4 ngày, do đó nhiều người, nhiều gia đình có nhu cầu đi du lịch dài ngày, trong đó có các nhu cầu về vé tàu xe, máy bay di chuyển, địa điểm chỗ ở, nhà nghỉ, khách sạn. Lợi dụng tình hình này, các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du lịch có xu hướng gia tăng. Một số thủ đoạn lừa đảo cụ thể như sau. Thứ nhất, hình thức cho thuê nhà nghỉ khách sạn trên mạng xã hội. Các đối tượng giả danh là nhân viên làm việc tại các nhà nghỉ khách sạn, homestay, resort, mời chào dụ dỗ nạn nhân đặt phòng, rồi sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc. Thứ hai, cẩn trọng đặt vé máy bay, tour du lịch giá rẻ trên mạng. Thủ đoạn là các đối tượng giao bán vé máy bay với giá rẻ bất ngờ, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt. Cơ quan công an cảnh báo người dân hai thủ đoạn lừa đảo nói trên, đồng thời lưu ý đối với việc đặt địa điểm lưu trú, người dân cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin về vị trí, cơ sở vật chất nơi ở cũng như lai lịch của người cung cấp dịch vụ, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc đối với những khách sạn, nhà nghỉ ít được nhiều người biết đến. Đối với việc đặt vé máy bay, tàu xe, cần xác minh kỹ thông tin của công ty, yêu cầu đối tượng cung cấp hợp đồng công ty có dấu chữ ký của giám đốc và thực hiện các biện pháp tra cứu để xác thực trên miền website, hồ sơ đăng ký kinh doanh, địa chỉ và mã số thuế công ty trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với lực lượng chức năng, chia sẻ qua mạng xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm vừa kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu do Phạm Minh Khang, sinh năm 1994, làm chủ cơ sở, địa chỉ tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 1.000 sản phẩm bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất bánh trung thu, không chứng minh được nguồn gốc, nguyên liệu, vi phạm các quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số lượng bánh trung thu nói trên để tiếp tục xác minh và xử lý.